hệ thống đồng hồ Zowatt. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các anh chị em, thời gian gần đây thì có rất nhiều anh chị em có inbox cho Vinh Quý và hỏi rằng là vậy thì làm thế nào để chúng tôi tin tưởng các bạn mua sản phẩm từ các bạn là chính hãng, và làm thế nào để tôi phân biệt được đâu là hàng chính hãng, đâu là hàng fake. Bởi vì hiện nay cái công nghệ làm hàng fake thì nó quá là cao siêu, đúng không ạ? Chúng ta rất khó, kể cả những người biết chơi đồng hồ, thậm chí những người chuyên nghiệp về đồng hồ vẫn có thể bị mắc phải mua phải hàng fake là chuyện rất bình thường, thưa quý vị. Vậy thì làm thế nào? Thì thứ nhất, tôi xin chia sẻ một vài cái điểm sau để quý vị có thể biết được là nên mua đồng hồ ở đâu và mua như thế nào và phân biệt chúng ta sao. Thì điều đầu tiên, quý vị nên chọn những hệ thống cửa hàng đồng hồ nào đã có uy tín và được chứng nhận. Những hệ thống mà càng có uy tín lâu năm, họ kinh doanh lâu năm, ví dụ như Zowatt chúng tôi là đã có trên 10 năm kinh doanh đồng hồ tại những trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Hà Nội, thì chắc chắn một điều là chúng tôi không thể bán rẻ uy tín của chúng tôi vào một hay vài sản phẩm được. Thứ hai là các bạn phải có được những kỹ năng hoặc những hiểu biết cơ bản nhất để nhận biết được đâu là đồng hồ chính hãng, đâu là đồng hồ fake. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn khi các bạn mua về, các bạn đeo, các bạn sử dụng một thời gian thì nó mới xảy ra vấn đề, có thể là bị bạc bay màu mạ trên dây kim loại. Đối với đồng hồ có dây là kim loại, hai là có thể bị xước mặt, ba là chạy không chính xác và rất nhiều vấn đề khác. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không thể mổ xẻ nó ra để chúng ta kiểm tra được là trong đó nó có những gì, và kể cả chúng ta có mổ ra chăng nữa thì vốn dĩ chúng ta chỉ là người tiêu dùng, chỉ là người sử dụng, chúng ta cũng không thể biết được nó như thế nào. Thế nên và đặc biệt hơn nữa là nó chi tiết đó được nhận biết như thế nào, thì hôm nay hệ thống Zowatt của tôi sẽ có một video ngắn giới thiệu cũng như là review và chỉ ra những điểm để giúp quý vị nhận biết được một chiếc đồng hồ chính hãng được nhận biết như thế nào. Và sau đây tôi xin giới thiệu đến quý vị và các anh chị em, đó là anh Triệu Mến, một chuyên gia về đồng hồ đã có hơn 10 năm kinh nghiệm với hệ thống Zowatt của chúng tôi, sẽ giúp anh chị nhận biết được thế nào là một đồng hồ chính hãng. Ví dụ như một chiếc đồng hồ tôi đang cầm trên tay đây, liệu đây có phải là đồng hồ chính hãng hay không? Thì chúng ta kể cả tôi có soi sát lại như thế này, hoặc thậm chí quý vị có thể sử dụng đến kính lúp, kính hiển vi có độ phóng đại hàng nghìn lần thì quý vị cũng không thể biết được là nó đâu là thật và đâu là giả. Thực ra cái khái niệm thật giả rất khó để chúng ta phân biệt, mà cái quan trọng nhất là các cái tiêu chuẩn, cái độ tiêu chuẩn cao cấp nhất do hãng sản xuất ra họ đặt trên tiêu chí nào và lấy tiêu chí đó làm tiêu chí để đánh giá sản phẩm. Vậy thì sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các anh chị, đây là anh Triệu Mến có 13 năm kinh nghiệm về bán, mua, sửa chữa cũng như là tư vấn về đồng hồ của các nhãn hàng thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, từ châu Âu, từ Thụy Sĩ cho đến Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Và hôm nay anh Triệu Mến sẽ có ít phút để chia sẻ cho quý vị và các anh chị cách nhận biết thế nào là một sản phẩm chính hãng. Sau đây thì mời anh Triệu Mến. Rồi sau đây thì xin phép quý vị thì chúng tôi sẽ quay cái mặt của camera lại để các anh chị sẽ nhìn được chi tiết cái sản phẩm nó như thế nào nhé. Rồi, ok, sau đây mời các anh chị chúng ta cùng chú ý. Nhưng mà cái đồng hồ này, sản phẩm này liệu có chính hãng hay không? Đấy, thì chúng ta cùng tìm hiểu em nó ngay bây giờ nhé. Cái điều đầu tiên để mà ta nhận biết bằng mắt thường là một mẫu đồng hồ Sunrise chính hãng hoặc là một mẫu đồng hồ chính hãng đi, đấy, một thương hiệu đồng hồ chính hãng đi, thì phải thứ nhất các bạn phải nhìn trên mặt số này. Đấy, thứ nhất là không có bụi bặm này,
Thứ hai là số này, chữ này, mọi cái vấn đề ở trong cái đồng hồ này là phải sắc nét. Sắc nét. Đấy. Nó phải sắc nét và chữ chứ không được lem nhem. Đấy. Thứ hai là lớp mạ phải đều. Lớp mạ này đều tăm tắp. Bóng loáng. Đấy. Cái thứ hai để nhận biết nữa đó là ví dụ là các bạn cho vào mặt đáy thì các bạn cũng nhìn thấy đó là ví dụ là ở đây như sản phẩm Sunlight của chúng tôi nó có một cái mã cốt để các bạn cào ra, ví dụ các bạn cào này, cào mã này, đây tôi cào nhẹ một chỗ này, đấy khi các bạn cào ra thì các bạn chụp mã QR thì nó sẽ hiện báo lên cho các bạn đó là hàng chính hãng hoặc là hàng công ty, đấy cho nên các bạn yên tâm chỗ đấy. Cái thứ hai nữa là chữ số rồi là các thông số kỹ thuật ở đằng phía mặt sau này này là phải sắc nét nữa. Đấy các bạn nhé, nhìn phải sắc nét. Đấy. Có mã số rõ ràng, ví dụ đây, đây là một mẫu đồng hồ này. Sunrise 1146SA. Đây Sunrise Sheet đi các bạn nhé. Sunrise Sheet made đây. Đấy. Có mã số để mọi cái rõ ràng. Ở đây nó có một lớp giấy bóng rồi, đây. Bây giờ tôi bóc một cái lớp giấy bóng này cho các bạn nhìn kỹ hơn này. Rồi lật lên cho các bạn nhìn này. Đây. Các bạn nhìn xem. Đó. Nét căng luôn. Đấy, chữ số các thứ nó phải là rõ ràng như thế này. Nét căng như thế này, không lem nhem, không lộn xộn, không bẩn thỉu. Đó là những cái mà nhận biết bằng mắt thường là đánh giá một cái sản phẩm chính hãng. Đó. Cái thứ hai để mà nhận biết một cái sản phẩm chính hãng nữa đó là các bạn phải mua sản phẩm là phải gồm là phải có hộp, đây, hiệu sản hộp, đấy, chính hãng đi kèm, đấy, hộp chính hãng đi kèm, đấy, logo chính hãng, mặt cái chính hãng đi kèm với sản phẩm. Thứ hai nữa là thẻ bảo hành cũng phải chính hãng, đấy, thẻ bảo hành của nó cũng phải chính hãng nữa, thẻ bảo hành phải chính hãng, thông số kỹ thuật mọi cái đều phải chính hãng hết, đó, đấy, có ngày mua rồi là mã các thứ viết vào đây, ok. Cái thứ ba khi các bạn mua một sản phẩm chính hãng đó là chế độ bảo hành. Thì cái chế độ bảo hành ấy, anh chị ạ, là cái chế độ bảo hành của sản phẩm rất là quan trọng. Ví dụ chẳng hạn như là cái bạn nào mà mua những sản phẩm mà người ta chỉ bảo hành có 1 tháng thôi, 3 tháng thôi. Đấy, 1 tháng, 3 tháng thôi, rõ ràng sản phẩm trôi nổi rồi. Không thể gọi là chính hãng được. Đó. Bởi vì làm sao? Bởi vì những cái sản phẩm mà nó không được cái gọi là có một công ty là bảo hộ để bảo hành ở Việt Nam hoặc là thế giới thì rõ ràng là sản phẩm không phải chính hãng rồi. Đấy. Thứ ba nữa là và thứ tư là các bạn mua phải mua sản phẩm ở những cái nơi có địa chỉ rõ ràng. Đấy, chẳng hạn như giờ bắt chúng tôi đấy là phải có địa chỉ này rõ ràng này. Đấy, như chúng tôi đang bán ở tại trung tâm thương mại Lớn này hoặc là Mipac Long Biên là có địa chỉ rõ ràng cho các bạn. Đây ví dụ đây. Đấy. Đây có địa chỉ rất là rõ ràng. Vâng, đây các bạn có thể nhìn vào đây. Ví dụ chẳng hạn đây là trên cái các visit của chúng tôi. Đấy, địa chỉ là tầng 1 trung tâm thương mại Mipac Long Biên. Đấy và tầng 1 tầng G trung tâm thương mại The Garden có địa chỉ rất là rõ ràng một cái như thế. Vâng. Thì các bạn mua những cái nơi như vậy thì người ta bảo hành cho các bạn nó rất là rõ ràng, khi các bạn có vấn đề gì các bạn gọi đến là người ta sẽ giúp đỡ cho các bạn hoặc là các bạn sản phẩm của các bạn có vấn đề gì thì người ta sẽ hỗ trợ cho các bạn ngay. Đó là những cái tiêu chí, đó là những cái tiêu chí mà để đánh giá một cái sản phẩm chính hãng. Và cái thứ ba nữa là đó là cái sự quyết định của các bạn thôi, sự quyết định của các bạn tinh tế hay không. Đấy. Chẳng hạn như các bạn mà mua một cái sản phẩm mà ở một cái nơi mà nó không rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ mọi cái thì chắc chắn các bạn phải mua phải hàng nhái giá rất là dễ thôi. Còn nếu chẳng hạn các bạn đến những cái nơi là uy tín như chúng tôi đây đấy, thì các bạn mua hoàn toàn yên tâm đấy, đó. Ok, trên đây thì tôi cũng có vài cái lưu ý để cho các bạn lựa chọn một cái sản phẩm chính hãng là gồm có những cái vấn đề như trên. Vâng, thì các bạn nào mà có nhu cầu mua đồng hồ chính hãng thì có thể qua hệ thống đồng hồ giữa các chúng tôi để theo và tham khảo trực tiếp hoặc là có thể liên lạc với chúng tôi để chúng tôi gửi mẫu cho các bạn. Vâng, thì video này hay, hãy like, share, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông để nhận những video mới nhất của hệ thống cơ hội được bắt chúng tôi. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.